Vâng, xin chào các bạn. Và hôm nay chúng ta lại gặp nhau một lần nữa trong cái nội dung khóa học Excel xây dựng online free hoàn toàn do cái hội quân chúng con phát triển, được phát trực tiếp trên channel Hội quân dân của YouTube. Thì trong các video trước thì mình đã nói về phần 1, đó là Excel tính tích sàn. Và hôm nay chúng ta sẽ đến một chủ đề nữa, đó là Excel tính tích dòng, và cụ thể hơn đó là Excel tính dòng liên tục. Thì thực ra hiện nay thưa các bạn, cái việc tính dòng liên tục này thì đa phần trong xây dựng nhân dụng thì ít rồi, ít làm rồi. Bởi vì đa phần khi có những công trình mà chúng ta làm nó nhân dụng thì chúng ta mô hình cả một cái mô hình 3D vào trong một phần mềm, bởi vì hiện nay sức mạnh phân tích kết cấu của các phần mềm rất mạnh, ví dụ như ETAP 6200 robot nó làm rất tốt. Cho nên thường thường không có nhiều người mà chúng ta tính cái dòng liên tục đâu. Tuy nhiên nó là một cái học phần, hay nói khác là một cái chương mà để cho những bạn sinh viên chúng ta có thể hiểu được và lĩnh hội kiến thức kết cấu, thì nó vẫn là một phần lý thuyết rất quan trọng. Và trong phần này thì việc hy vọng sẽ bổ sung kiến thức hoặc ôn lại kiến thức cho những bạn đã đi làm hoặc là đi làm chuyên về thi công nhưng mà không có quen hết kiến thức kết cấu đâu. Cũng giống như là Excel thì về kết cấu thì cũng rất là lơ mơ. Cái nữa là mình đối tượng thứ hai đó mình muốn hướng tới, đó là các bạn sinh viên, và mình hy vọng video này sẽ giúp các bạn có được một cái nền tảng kiến thức để các bạn học tốt hơn và tạo tiền đề cho những công việc sau này. Rồi, chúng ta vào phần đầu tiên, đó là Excel tính dòng liên tục. Thì các bạn biết đó, là cái dòng liên tục này là một cái phần mà nó thường nằm trong cái nội dung đó tốt nghiệp và tính cho một cái hạng mục nhỏ, tức là một cái dòng dọc nha, đó, dòng dọc nha. Thì ví dụ admin sẽ mở một cái file mẫu mô hình giấy sáp 2000 cho một cái dòng liên tục cũng đơn giản thôi. Và admin sẽ mở cái sáp 2000 lên, đồng thời admin cũng sẽ mở cái bảng tổ hợp nội lực dòng liên tục. Rồi, thì bảng tổ hợp nội lực dòng liên tục đó các bạn thì nó gồm có là tổ hợp mô men dòng, bảng tính thép dòng, rồi tổ hợp lực cắt dòng và tính thép đan dòng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu lại cấu trúc của bảng tổ hợp nội lực này như thế nào. Thì trong cái file Excel này, admin làm cho một cái dòng liên tục gồm có bốn nhịp, bốn nhịp. Thì chúng ta sẽ mở ra thêm, mở lên thêm ví dụ này. Ví dụ admin sẽ làm cho cái bài tập này 1, 2, 3, 4, 5 nhịp. Rồi, 5 nhịp. Cái lý thuyết về cái dòng liên tục này các bạn có thể đọc thêm trong phần giáo trình và mình có gửi luôn, đó là cái phần lý thuyết về tính dòng liên tục ở đây. Các bạn mở lên để xem được chưa? Đang hướng dẫn. Ở đây admin không nói lại nữa, admin chỉ nói cái Excel thôi. Rồi, ví dụ như chúng ta có 5 nhịp thì chúng ta sẽ gắn tải trọng như thế nào? Thì đây là cái tải trọng của dòng liên tục. Đầu tiên đó là tính tải, tính tải gắn lên tất cả các dòng, chúng ta tính ra các nhịp. Hoặc tải một gắn lên nhịp một, hoặc tải hai gắn lên nhịp hai, hoặc tải ba gắn lên nhịp ba, hoặc tải bốn gắn lên nhịp bốn, hoặc tải năm gắn lên nhịp năm. Rồi, sau đó thì sau khi chạy xong chúng ta sẽ xem được các nội lực ở các trường hợp, ví dụ như đầu tiên là tính tải, xem mô men 33 đi các bạn ha. Rồi, rồi đây là chính là nội lực của cái tính tải.
học tay một, nội lực học tay hai, học tay ba, mô men học tay bốn, mô men của học tay năm. Rồi đây là đây là cái chúng ta chạy sát ra. Nếu chúng ta không chạy sát thì chúng ta sẽ nếu chúng ta không chạy sát với các bạn thì chúng ta cũng có thể là giải tay được, nhưng mà nó hơi vất vả. Bây giờ thì admin sẽ nói về cấu trúc bản tổ hợp. Đây là một bản tổ hợp nội lực mẫu đúng không? Thì chúng ta sẽ insert thêm một cột nữa. Ví dụ khi ta lấy cái bản Excel tổ hợp nội lực mẫu của họ này, chúng ta có thể insert thêm một cột nữa để nó giống cho cái bài này. Bài này năm nhịp sẽ có năm cái hợp tải. Ở đây mới chỉ có một cái hợp tải 4 này. Chúng ta thêm 1.4 và 1.5. Rồi. Ok. Đây là công thức. Được chưa bạn? Công thức. Ví dụ như đây là nhịp 5. Chúng ta copy này xuống cho một nhịp nữa. Anh mình sẽ làm cho 5 nhịp. Rồi. Công thức người ta biết theo dựa theo lý thuyết đây. Cấu trúc tổ hợp là sẽ lấy cái moment tĩnh tải cộng với moment của các hoạt tải với giá trị dương, chúng ta sẽ có m max, và lấy moment của tĩnh tải cộng với moment của các hoạt tải mấy cái hoạt tải này giá trị âm, chúng ta sẽ có m min, và tương tự như vậy chúng ta sẽ có lực cắt max và lực cắt min. Rồi thì công thức Excel nó tương tự như vậy, bạn xem nè. Ví dụ như đây đúng không, công thức Excel này như vậy, C5 chính là tĩnh tải, sum x có nghĩa là sao, có nghĩa là cộng tổng, nhưng tổng có điều kiện, x là điều kiện nếu tổng, nếu tổng tức là tổng từ D5 đến H5, tức là từ hoạt tải D5 này, hoạt tải 1 cho đến hoạt tải 5, với điều kiện là các số từ hoạt tải 1 đến hoạt tải 5 là âm thì chúng ta cộng vào. Còn nếu dương thì công thức của nó cũng như vậy, nhưng điều kiện để trong dấu nháy kép chứ không phải là hai dấu nháy đơn đâu các bạn, dấu nháy kép và lớn hơn không. Thì cái này là cái mà chúng ta sẽ cộng tổng, còn cái này là cái điều kiện, bạn hiểu không? Rồi, và cái m tính toán này là cái gì? M tính toán này nè, thì thực ra kiểu của nó như thế này. Ví dụ khi tổ hợp tại một vị trí nhịp dần thì chúng ta cần ba vị trí tiếp diện, đối trái, đối phải và giữa nhịp. Thế thì đối trái trong trường hợp này đó là nó là chỗ này thì nó bằng không, bởi vì nó là cái gối cố định. Tuy nhiên các bạn xem nè, nhịp thứ hai thì nó không thể bằng không. Do đó cho nên để tổng quát là người ta tính tại tối thiểu ba tiếp diện. Tiết diện đối trái, tiết diện đối phải và tiết diện giữa nhịp. Đối trái, đối phải và nhịp. Nhịp thì không nhất thiết phải là chính giữa nhịp, mà là vị trí có moment, có moment lớn nhất. Được chưa? Có giá trị tuyệt đối moment lớn nhất. Tuy nhiên, thường thường trong bài toán thực hành, để cho nó dễ làm, thì người làm cũng có thể lấy vị trí chính giữa, nó cũng không sai số nhiều lắm. Vị trí chính giữa nó cũng không sai số nhiều, cho nên dễ làm hơn, chỉ thực hành hơn. Rồi, ok các bạn. Và các bạn để ý quan sát, đây là biểu đồ bao ngoan. Thì ví dụ như nhìn bên gối trái nè, đường mắt nằm phía trên, đường min nằm phía dưới. Đường mắt nằm phía trên, đường min nằm phía dưới. Như vậy tại vị trí gối trái, nó vừa có đường min vừa có đường mắt. Tuy nhiên cái thằng mắt á, thằng min á, thằng min tức là thằng ở phía trên, tức là giá trị âm đó các bạn, thì nó sẽ có giá trị âm, trị tương đối lớn hơn. Cho nên khi tính là người ta chỉ lấy một con số thôi, được chưa? Lấy ví dụ chúng ta lấy nhập vào, ta lấy vị trí âm 64 thôi, chúng ta tính thôi. Tương tự thằng này nó vừa có âm vừa có dương, thế thì moment âm sẽ làm căng thế trên, do đó cho nên đặt ở phía trên. Moment dương căng thế dưới, đặt ở thế dưới. Cho nên đối với những vị trí tiếp diện ở giữa này, chúng ta sẽ tính vừa phía trên vừa phía dưới luôn. Do đó cho nên bạn sẽ thấy người ta sẽ làm dấu xiềng
Đó, ví dụ vừa có âm vừa có dương thì âm rồi xiềng rồi dương. Đó, các bạn hiểu không? Âm xiềng rồi dương. Đó. Cho nó dễ hiểu chứ không có gì hết. Như vậy công thức này là gì? Công thức này ví dụ như nếu như mà y năm dương, y năm đây. Được chưa? Y năm là dương, tức là minh mà dương á. M minh, đúng là M minh là phải âm đúng không? Nhưng nếu dương thì lấy cái M mắt. Đó, làm tròn mà mắt hai số. Còn nếu như cái M mắt mà nó âm thì lấy thằng M minh. Bởi vì M mắt của mình nó cùng giáo, nhưng mà thường nó nếu mà cùng giáo thì thằng M minh nó sẽ âm hơn. Và nếu cùng giáo dương thì M mắt nó sẽ lớn hơn, cho nên lấy M mắt. Mà hiểu không nè? Còn lại nếu vừa âm vừa dương thì sao? Vừa âm vừa dương á thì âm thì chúng ta đặt vô âm phía trước đây, vô chỗ này. Vừa âm vừa dương này, âm có dương có nè. Các bạn hiểu không? Coi công thức sẽ hiểu nha. Nói video là như vậy nhưng các bạn phải coi công thức, các bạn hiểu bằng tự lĩnh hội nha, nó không có khó gì đó. Ít rồi, rau là hàm gì? Hàm làm tròn chứ có cái gì đâu. Làm tròn chứ có gì đâu. Các bạn hiểu không? Rồi xong. Kiểu kiểu như vậy. Rồi. Ok, như vậy xem này đâu không có hiểu lắm đúng không các bạn? Rồi giờ mình làm thử nha. Rồi em đi làm cho một nhịp thôi. Rồi cái này. À, em sẽ display subtitle. Rồi. Lemon Grammar. Tình tài học tới 1, tới 2, 3, 4, 5, rồi. Find spot to sell. Rồi, xong. Thế mình mới copy các bạn này qua đây. Copy. Current chip. Copy. Rồi, thế mình qua đây. Thế mình tạo một sheet mới. Đi nhắn qua. Rồi, ok. Đóng cái này lại. Bỏ đi. Rồi, bây giờ bắt đầu mình sẽ tiến hành làm thử nha các bạn. Làm thử nha. Ủa, hồi nãy chọn nhầm bài tay. Làm lại các bạn, chọn nhầm trường hợp rồi. Chọn. Ủa, tính tái mà đi chọn họ tái làm gì, tính tái. Rồi. Cái này mình không hướng dẫn phần học phần này nha. Mình chỉ hướng dẫn Excel thôi, nhưng mà mình làm cho nó rõ nghĩa đó các bạn. Chứ mình không có hướng dẫn cái phần sát như thế nào, mô hình thế nào thì mình không hướng dẫn đúng không ạ? Rồi. Cái này nó có trong cái khóa học sát 2000 đó. Khóa học đó cũng miễn phí thôi. Các bạn lên YouTube để các bạn xem nha. Rồi, ok. Bây giờ admin sẽ tiến hành lọc nội lực. Rồi, chúng ta chọn cái tiêu đề này đúng không? Chúng ta vào Enter, các bạn chọn Future. Rồi các bạn sửa xuống nhịp 1, rồi tiết diện đầu tiên tiết diện 0. Rồi copy cái mở của MEMA3 này, chuẩn C. Các bạn đưa qua đây, các bạn chọn này, kích chuột phải, dọc thành ngang. Được chưa? Đó, bạn hiểu không nè? Tiếp tục. Tiết diện ở giữa. Nhịp này 5m thì ở giữa sẽ là 2m rưỡi. Chọn 2m rưỡi. Chuẩn C. Để dưới đây chuyển dòng thành ngang, bạn hiểu không? Tương tự cái này thì sao các bạn? Vị trí cuối cùng là vị trí 5m. Còn C bạn để lại, bạn bấm chuột phải dòng thành ngang. Rồi như vậy nó sẽ tự động công thức nó nhảy và nó sẽ tổ hợp cho các bạn đúng không? Đây thì dưới đây vị trí gói 64, âm 64, các bạn thấy âm 64 không? Chuẩn xác luôn. Đó. Còn thấy giờ âm 64 rất đơn giản mà. Rồi, còn vị trí chính giữa là bao nhiêu? Mình lấy vị trí chính giữa. Cho nên là cái kết quả nó khác với xác một xíu. Kết quả chính giữa của mình là 53,89, trong khi xác nó sẽ là 56. Như vậy thì bạn thấy sai số đâu có nhiều đâu. Bởi vì khi tổng hợp là mình lấy vị trí lớn nhất luôn. Vị trí chính giữa. Còn sắp 2000 thì nó sẽ tổ hợp vị trí lớn nhất. Được chưa? Rồi, cái này chúng ta lấy vị trí chính giữa. Rồi, ok. Nó bị mắc đẹp rồi ha. Mắc đẹp rồi, không sao đâu.
các bạn chọn cái này cũng không có gì khó khăn lắm đâu. Rồi bạn copy được chưa, cái bạn để vào ô này, bạn kích chuột phải, bạn chọn bút lông này được chưa, bạn dán cái định dạng lại là nó sẽ không bị hư đâu chứ, bạn sẽ thấy là nó sẽ định dạng lại đẹp thôi chứ có gì đâu. Đó, cách làm như vậy các bạn thấy chưa. Rồi em làm một nhịp thôi. Nếu như các bạn làm thêm thì các bạn làm sao? Nếu như mà công trình các bạn nhiều thì sao các bạn? Nhiều nhịp thì sao? Nhiều nhịp thì các bạn copy hết cái này, các bạn dán xuống đây thôi, bạn sửa lại thành nhịp 2 đúng không? Đó, chứ có gì đâu. Rồi mình làm thử nhịp 2 luôn nha. Xin lỗi. Mình sẽ import sang Excel. Đó. Đây là mình đang hướng dẫn Excel nha, chứ mình không có hướng dẫn sát cho các bạn. Các bạn thông cảm nha. Đó, mình giải thích Excel vậy đó. Rồi. Dán xóa cũ đi, dán lại. Rồi, chọn tiêu đề này. Các bạn lọc. Chỗ này lọc vị trí không đúng không? Gì đâu, nè, later nè, future nè, thấy chưa các bạn? Rồi copy cái moment nè, c nè, đúng chưa, còn dán vào đây không? Chứ đâu có gì đâu, dán gì, dán dọc thành ngang nè, được chưa? Rồi, dễ không? Dễ quá mà. Tiếp tục, vị trí bao nhiêu? 2 mét nè, c nè, mình để ra nè, chọn thành ngang nè, không thấy chưa? Rồi tiếp tục nè, vị trí 4 mét nè, thấy chưa? Khó không? Đâu khó đâu các bạn, được chưa? Rồi mất định dạng, mất đẹp rồi, không sao đâu, quét cái này đúng không? Ctrl C để vô đây, kích chuột phải, chọn bút lông, rồi có gì đâu, đơn giản. Rồi như vậy 64 32, chúng ta xem thử sắp đúng không? 64 này chỗ này nhỏ lắm, bạn ra chuột bằng hay xem cũng được đó, được chưa? Này 32 nè, 32.59 nè, đây 32.56 nè, sát vị trí này xíu nè, đó được chưa các bạn? Rồi thì đó là cách. Còn vị trí giữa này sao? Cả mình đã tính là cả 17 nè, 17.8 nè, họ 17.9 nè, thấy không? Đâu sai số nhiều đâu. Còn phía trên là -3.8, trên này nhỏ. Đó, thì các bạn thấy là chúng ta làm cái Excel này, các bạn có hiểu nha. Rồi sau khi tổ hợp nội lực xong thì đây là chúng ta có kết quả này. Và chúng ta copy cái bảng này, chúng ta làm thuyết minh tính toán thôi, được chưa? Cho các đồ án môn học, ví dụ như vậy. Rồi, ok. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo nha. Nhớ là phải mở công thức lên coi, được chưa nào? Nhớ mở công thức lên coi. Và ví dụ như nếu như em xem nhanh quá thì các bạn hãy tua lại video của admin để các bạn coi, và coi thử các ông admin đúng hướng dẫn như thế nào nha. Rồi, xin chào tất cả các bạn.